em nháy luôn rồi. Số điện thoại của bạn nó bao nhiêu? Không, bạn nháy luôn rồi. Ví dụ giờ nào phát là để mình cần xem nhé. Ông Quang ấy, mà nghe đâu cũng chân rất to đấy, nhưng mà to nào thì to, nhưng đất đấy là đất rừng mà ông xây như thế là vi phạm pháp luật. Có rồi đấy, có tám chín đấy, chưa tiến đấy. 0932 539 0932 669 0932 53 bao nhiêu? 539 669 539 669. Em ghi cả rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30 ạ. 30 rồi. Mấy cháu rồi? Dạ chưa có cháu nào ạ. Ghi. 30 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Sinh 85 ạ. À. Đấy. Thì sinh năm 85 mà ông này ông ở đây từ trước năm 75. Thì bây giờ mà đất ông ở mấy chục năm mà ông không làm được nhà. Đấy. Coi như là bao nhiêu đời người rồi mà Dạ Lan Anh ạ. VTV1 ạ. Ngày xưa mình ở Hà Nội.